Xin chào cả nhà. Chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại lại tiếp tục buổi chiều ngày 19 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Thì buổi chiều ngày hôm nay Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc xin gửi tới toàn thể quý vị một cái sản phẩm được lên đường tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là cây đàn organ PRE423. Đó, với sản phẩm này, cái cây đàn này thì giá ngày thường nó là đàn qua sử dụng mà đàn còn đẹp như cây này thì ngày thường trung tâm đang bán với giá là 4 triệu 500. Và trong cái dịp đầu xuân năm mới này, trung tâm chiết khấu và giảm giá cho khách hàng trong đầu xuân năm mới với giá là 4 triệu. Thì cây đàn này được chốt cho anh Phan Ngọc Thành ở đỉnh Đà Nẵng quý vị nhé. Thì anh ấy đã mua và anh ấy đã đặt cọc 500 nghìn. Đặt cọc 500 nghìn thì ở đây là trung tâm có ghi là thu là 3 triệu 500 nghìn, là chưa tính cước phí vận chuyển. Cước phí thì ra bên ngoài chuyển phát họ sẽ cân đo cộng thêm tiền cước vào. Thì tất cả những sản phẩm á, khi khách hàng mua hàng tại trung tâm Vĩnh Phúc thì nếu như những cái sản phẩm mà có đọc đủ USB mà quý vị mà chuyển khoản đủ thì quý vị sẽ được tặng thêm một cái USB, tặng một cuốn sách được học đàn organ ở nhà, một chiếc chân chân mới đây, một chiếc chân mới đây. À, anh ấy được tặng một cuốn sách này, một chiếc chân mới, một theo đàn này có bao cũ của đàn đây và một cụ nguồn nuôi cho cái đàn đây, được chưa? Đấy, thì tất cả những sản phẩm mà khách hàng mua thì đối với sản phẩm mà đàn có đọc đủ USB thì quý vị chuyển khoản đủ sẽ được tặng thêm cái USB, nó rất là cái USB rất là cần thiết và rất là hữu ích. Đó. Thì ngày thường trung tâm Nhạy Phúc có thể mời các bác đến trực tiếp địa chỉ của trung tâm Nhạy Phúc để test những sản phẩm đang có mặt tại trung tâm Nhạy Phúc. Nhưng mà đối với cái thời điểm mà dịch bệnh như này thì trung tâm sẽ bán hàng online. Các bác mua hàng thì các bác cho họ tên địa chỉ, trung tâm sẽ ship về tận nhà cho các bác. Đối với những khách hàng mà mua hàng mà cảm thấy là không tin tưởng được, sợ bị mất tiền thì các bác cứ đặt cọc khoảng 500.000 thôi, không cần đặt cọc nhiều, nhận hàng, kiểm tra hàng, bóc hàng, test hàng, thanh toán tại nhà quý vị nhé. Còn đối với những khách hàng mà mua bán với trung tâm Vĩnh Phúc nhiều lần rồi thì các bác chuyển khoản đủ thì các bác sẽ nhiều lợi ích hơn là có thể nhận được đàn trong ngày nếu là tiện đường xe khách, hoặc là gửi theo đường bưu điện vài ngày nhận được, nhưng mà tiền cước nó sẽ nhẹ đi vì chúng ta chuyển khoản đủ rồi thì tiền cước nó nhẹ đi rất nhiều. Và đối với những cái đàn được đọc được USB thì còn được tặng thêm USB nữa đấy, rất là cần thiết và hữu ích. Thì bây giờ em sẽ tiến hành test cái cây đàn E423 này. Thì để về khi quý vị nhận cái cây đàn này, quý vị muốn sử dụng cây đàn này, quý vị search từ khóa là hướng dẫn sử dụng đàn organ PRE423 tại trung tâm Nhạy Phúc. Thì em có làm những cái clip trước đây em hướng dẫn cách sử dụng và cách làm banh tiếng rồi. Thì cây đàn này thì em cũng đã vệ sinh lau chùi tất cả mọi thứ, đã bảo dưỡng ngon lành. Giá mới của nó trước đây là cũng 7 rưỡi 8 triệu cơ. Nhưng mà để qua sử dụng mà còn đẹp như này thì với giá là 4 triệu thì quá là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, bây giờ chúng ta mua đập hộp cây đàn 373. Giá cũng nó cũng tầm 4 triệu rưỡi 4 triệu 8 cơ. Nhưng mà không thể hay là con này, là con này loa kêu to hơn, màn hình tất cả mọi thứ là đều chất lượng hơn cái con 373 rất là nhiều. Con này là E423 mà. Đấy, E đầu 4 thì sẽ cao hơn. Nên là các bác mà mua thì chúng ta mua, nếu mà chúng ta hiểu được thì chúng ta mua được cây đàn này thì chất âm nó sẽ hay hơn rất là nhiều quý vị nhé. Đó. Em sẽ hướng dẫn cho quý vị cái thao tác mà sơ qua là khi mà chúng ta bắt đầu nhận cây đàn, chúng ta khởi động cây đàn như nào. Thì thao tác đầu tiên là đằng sau đít đàn này nó có lỗ cắm chân nguồn rồi, nó ghi chữ là 12V đằng sau đít đàn này đấy, chúng ta cắm chân nguồn vào đấy. Ở bên cạnh nó lỗ tai phone, lỗ tai phone thì lát nữa em sẽ cho quý vị một cái chân, tặng cho khách hàng là một cái chân 6 ly như này để chúng ta cắm vào cái đường tai phone đằng sau, và chúng ta cắm cái tai nghe điện thoại chúng ta vào để chúng ta nghe. Nó nhỏ gọn thì chúng ta cắm vào tai cho nó đỡ cồng kềnh. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ bật nút khởi động nguồn đây. Cái này nó là nút cơ, chúng ta bấm nó là nó sẽ khởi động màn hình sáng màu xanh lên là được. Được chưa? Thì bây giờ em sẽ đến cái công đoạn em test cái bàn phím cho cây đàn. Chúng ta vặn volume lên này, khi khởi động cây đàn xong chúng ta vặn volume lên. Đó. Tất cả tiếng trên bàn phím đều hoạt động bình thường, đều chạy bình thường quý vị nhé. Đó. Được chưa? Ok, và đây em có cài sẵn được hai cái banh tiếng ở đây rồi. Em có cài sẵn hai banh tiếng ở đây rồi thì còn đâu phần còn lại các bác nhớ là search từ khóa là hướng dẫn sử dụng đàn P đàn organ nhé, Yamaha PRE423 tại trung tâm Vĩnh Phúc. Nhớ cái từ khóa như vậy và các bác search ra vào, các bác cầm điện thoại các bác xem, hoặc là ngồi gần tivi các bác xem em thao tác em hướng dẫn xem thế đâu làm thế đó. Được chưa? Để banh tiếng số 1 này em có làm tiếng tranh này.
Ben này đánh rất hay này. Đấy. Đấy là tiếng chanh, tiếng sáo này. Đây Ben này, con năn Ben này. Nó tăng giảm tông. Đấy, tăng tông và hạ tông. Rồi nhờ con Ben. Banh số 2 này, chúng ta bấm một chữ Memory và nó sẽ chuyển, nó sẽ hiển thị cái banh ở bên dưới số 1, chúng ta bấm dấu cộng lên. Đấy. Sang bên sang này, bấm tiếng. Tạm thời em làm được hai bánh tiếng này như vậy nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy sờ tay để ta chơi. Đấy, ta bấm cái chữ sờ tay này. Ví dụ ta tìm cái cha cha Zumba ta chơi đi. Nó là nằm ở cái 100 bao nhiêu đây? 126 là cha cha. Đấy. Ta bấm một chữ tempo ở gần màn hình này, cái chữ tempo này, ta bấm xem nó là bao nhiêu. Đó, nó là 132, tức là tốc độ đấy. Thì bây giờ chúng ta muốn có hợp âm ở đây, chúng ta bấm chữ ACM này. Đó, bấm chữ ACM, bấm hợp âm nó chạy. À, ta bấm swing start, lúc này bấm hợp âm nó sẽ chạy. Rồi, A. Ta cho tempo khoảng 125 thôi. Đấy. Rồi. Ta chọn banh nhịp số 1 này, bấm vào menu và bấm trừ về banh số 1, ta chọn tiếng này, đi chanh này. Rồi trống à. Chúng ta bấm lên 127 nó zoom 3 chẳng hạn. Tempo hơi nhanh, chúng ta bấm chữ tempo này, chúng ta cho tempo về 85 thôi. Ta để tempo 85 thôi. Đấy. Chọn máy tính số 2 và chọn tiếng 1 này. Dồn trống. Chọn cái tiếng thứ 1 ở banh tiếng thứ 2 nó là tiếng sến để chúng ta chơi. Và tiếng thứ 2 nó là tiếng guitar. Đó, chúng ta có thể chơi được những cái bài rumba, bolero, zumba. Thank you.
như vậy là tất cả mọi tính năng ở trên cái cây đàn này đang hoạt động bình thường, đang chạy bình thường. Thì em chỉ test sơ qua như vậy thôi để mà em tiến hành em dán tem bảo hành và bao bọc đóng gói cho kịp giờ phát hàng của bên Biêu Cục Phát quý vị nhé. Thì các bác quan tâm những sản phẩm như thế này có thể đến trực tiếp địa chỉ của trung tâm Vĩnh Phúc trong cái thời điểm mà hết dịch thì em mời các bác đến, còn thời điểm mà đang bị dịch bệnh, đang cấm dịch như này thì em sẽ không tiếp các bác đến trực tiếp, được chưa? Đấy, bác nào mà kỹ tính thì chúng ta chờ khi nào hết dịch thì đến trực tiếp trung tâm Vĩnh Phúc để chúng ta mua hàng, xem hàng, test hàng, đặt hàng. Còn tới thời điểm như thế các bác cứ ngồi mà xem những cái clip mà trung tâm đưa lên, sau đó quý vị đặt hàng thì cho địa chỉ, họ tên, địa chỉ chi tiết kèm số điện thoại, em ship tại nhà quý vị, bóc hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tại nhà quý vị nhé. Rồi. Bây giờ em sẽ tiến hành dán tem, sau đó bao bọc và đóng gói. Đây, lấy bao này. Để giải cái bao này xuống dưới đi. Bao, bao vào chân. Chân thì có thể bọc bên ngoài này. Để cái rắc. Rắc cái kẹp cái cuốn sách. Rồi cho đàn vào bao.
Thank you.
Như vậy là quý vị đã theo dõi xong cái clip trung tâm nhà hồi phúc test và đóng gói bao bọc cây đàn organ E423 gửi cho khách ở tỉnh Đà Nẵng. Cảm ơn các bác đã tin yêu ủng hộ trung tâm nhà hồi phúc. Trung tâm xin gửi lời chúc đến toàn thể gia đình các bác sang một năm mới có thật nhiều sức khỏe, thành công rực rỡ trên công việc trong công việc của mình. Xin kính chào và tạm biệt toàn thể quý vị.